toàn cảnh kỳ án kinh hoàng thiếu nữ giao gà bị sát hại ở điện biên thiếu nữ bị sát hại khi giao gà cho khách vào chiều 30 tết sau 4 ngày mất tích thi thể cô gái 21 tuổi được tìm thấy tại khu vực vắng nghi bị sát hại 11 giờ ngày mùng 7 tháng 2 người dân tại đội 11 xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên Phát hiện thi thể chị Cao Mỹ Duyên, 21 tuổi, gần khu ngôi nhà bỏ hoang, mặt bị úp mũ bảo hiểm. Cao Mỹ Duyên mất tích từ chiều 30 Tết, ngày mùng 4 tháng 2. Theo nhà chức trách, chiều 30 Tết, Cao Mỹ Duyên phụ giúp người thân bán gà tại chợ huyện thì một người đàn ông đến hỏi mua gà, hẹn giao hàng và xin số điện thoại. Đến 18 giờ người đàn ông này gọi điện thoại đặt mua 10 con gà và yêu cầu giao đến khu vực chợ C13 cũ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên. 30 phút sau, thiếu nữ 21 tuổi chở gà đến địa điểm đã hẹn. Gọi điện thoại về nhà báo không thấy có người ra nhận. Cuộc gọi cuối cùng, Cao cho hay khách hẹn giao tại địa chỉ khác và cô đi tiếp. Không thấy ca Mỹ Duyên về, điện thoại không thể liên lạc được người thân của cô trình báo công an theo nhà chức trách chiếc xe máy của cao mỹ duyên được tìm thấy cách ra hiện trường tìm thấy thi thể công an điện biên cho rằng cao mỹ duyên bị sát hại hung thủ là người am hiểu địa hình lừa nạn nhân đến khu vực vắng để gây án nghi phạm sát hại thiêu nữ trong ngày tết bị bắt công an điện biên tìm ra nghi phạm sát hại nữ sinh giao gà vào chiều 30 Tết. Ngày 10 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Điện Biên đã bắt Vương Văn Hùng, một trong những nghi can liên quan việc mất tích của nữ sinh 21 tuổi. Hùng có 3 tiền án, sống lang thang. Nghi can khai ngày 4 tháng 2, tức 30 tháng chạp, ra chợ huyện chơi. Thấy nữ sinh xinh đẹp, phụ giúp người thân bán gà nên hắn vờ hỏi mua xin số điện thoại để liên lạc 18 giờ cùng ngày Hùng gọi điện thoại đặt 13 con gà yêu cầu cô gái giao đến phường Thanh Trưởng thành phố Điện Biên 30 phút sau thiếu nữ chờ gà đến địa chỉ Hùng lại chỉ địa điểm khác sau đó khống chế nạn nhân hai tiếng sau khi nữ sinh rời đi gia đình đã nhiều lần gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy Sáng ngày mùng 6 tháng 2 Mồng 2 Tết Xe máy của cô gái được phát hiện Tại khu vực đội 18 Xã Nong Luống, huyện Điện Biên Sáng hôm sau Thi thể nữ sinh được tìm thấy Tại ngôi nhà hoang Ở xã Thanh Nưa Trong tình trạng mặc áo phông Quần lót, đội mũ bảo hiểm Cổ có viết xiết Nhà chức trách xác định nạn nhân chết do bị xiết cổ Công an đã thu xe máy thẻ ATM của nạn nhân, giấy đăng ký xe máy, 8 con gà sống, lồng gà và nhiều vật chứng khác được Hùng cất giấu tại nhiều nơi. Ngày 11 tháng 2, khám xét nhà cậu ruột của Hùng tại đội 16 xã Non Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nơi Hùng cư trú từ ngày 2 tháng 2 đến khi bị bắt. Nhà chức trách tiếp tục phát hiện điện thoại của cô gái và một sim điện thoại Hùng sử dụng để liên lạc với nạn nhân, yêu cầu giao gà vào chiều 30 Tết. Khi điều tra vụ án, gần 1.000 người nằm trong diện quản lý thuộc thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã được giả soát. Lời khai mâu thuẫn của nghi can giết thiếu nữ giao gà vào ngày 30 Tết. Công an tỉnh Điện Biên đã triệu tập đôi vợ chồng là người thân của nghi can Vương Văn Hùng Ngày 12 tháng 2, Công an tỉnh Điện Biên cho biết cơ quan điều tra đã triệu tập Vương Văn Nghĩa và Phạm Thị Hoa để điều tra nghi vấn không tố giác tội phạm trong vụ án mạng do Vương Văn Hùng gây ra với nữ sinh 21 tuổi. Nghĩa và Hoa là cậu mợ của Hùng. Tại nhà Nghĩa, nhà chức trách thu chiếc điện thoại của nạn nhân và một sim điện thoại Hùng sử dụng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu giao gà vào chiều ngày mùng 4 tháng 2, tức ngày 30 Tết. Hùng có 3 tiền án, sống lang thang ở thành phố Điện Biên và huyện Điện Biên. Nghi can đến nhà Nghĩa Hoa tá túc trước và sau khi gây án. Một nguồn tin cho biết, nghi can Hùng khai loanh quanh mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và những vật chứng chứng cứ thu được. Lúc bị bắt, hắn khai sát hại nạn nhân vào mộng 2 Tết tức ngày 6 tháng 2 cùng đồng bọn. Sau lại khai vào tối 30 Tết ngay sau khi lừa không chế. Xác định đây là vụ án mạng phức tạp có nhiều người liên quan. Công an tỉnh Điện Biên thận trọng trong việc điều tra tránh bỏ lọt tội phạm. Trước tình trạng của nạn nhân khi được tìm thấy xác Bạn chuyên án nghi có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Nhưng đến nay chưa có căn cứ khẳng định mọi việc phải chờ kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Ông khai ngày 30 Tết ra chợ huyện chơi, thấy nữ sinh xinh đẹp đang phụ giúp người thân bán gà, nên hắn vào hỏi mua, xin số điện thoại để tiện liên lạc. 18 giờ cuộc ngày, sau khi bàn với các đồng phạm, ông gọi điện thoại đặt 13 con gà, yêu cầu cô gái giao đến phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên. 30 phút sau, thiếu nữ chở gà đến địa chỉ Hùng lại chỉ đi điểm khác Sau đó không chế sát hại Khởi tố vụ án Sát hại thiếu nữ giao gà ngày 30 Tết Nhà chức trách điều tra vụ án Với tội danh ban đầu là giết người Đang chờ kết quả giám định Và nghi vấn nạn nhân bị xâm hại Ngày 13 tháng 2 Công an tỉnh Điện Biên Ra quyết định khởi tố vụ án giết người Theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2005 để điều tra việc nữ sinh 21 tuổi ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bị sát hại khi đi giao gà. Nhà chức trách tiếp tục tạm giữ nghi can Vương Văn Hùng. Phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên Tráng Nga Tùa cho biết, ngoài Hùng, cảnh sát cũng triệu tập và đang đấu tranh với Trần Văn Công, anh trai của chủ căn nhà hoang, nơi phát hiện thi thể nạn nhân, để làm rõ các hành vi liên quan. Quá trình điều tra phát hiện có căn cứ về tội mới sẽ khởi tố bổ sung. Khi phát hiện nạn nhân bị mất quản dài xong chưa thể xác định có bị xâm hại tình dục hay không mà phải chờ kết quả giám định từ cơ quan chuyên môn, ông Tùa nói. Thêm một người bị bắt trong vụ sát hại thiếu nữ giao gà ngày 30 Tết. Công an Điện Biên nhận định vụ án có đồng phạm và lời khai của hai nghi phạm nhiều mâu thuẫn. Ngày 16 tháng 2, Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định tạm giữ Bùi Văn Công, chú huyện Điện Biên, để làm rõ hành vi liên quan vụ án giết thiếu nữ, 21 tuổi, giao gà ngày 30 Tết. Nhà công cách hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân chừng 100 m Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện trên thùng xe tải 1,25 tấn của anh ta có hai vết máu của nạn nhân. Trước công, nghi phạm số 1 trong vụ án là Vương Văn Hùng, 34 tuổi, đã bị bắt để điều tra. Công an tỉnh Điện Biên cho biết hiện Hồng thay đổi lời khai. Theo đó, Hồng cùng công lên kế hoạch dụ nữ sinh mang gà đến. Chiều ngày 4 tháng 2, 30 Tết, khi Duyên đến điểm hẹn đầu tiên, Hồng lại gọi điện thoại bảo đưa đến gần nhà công. Tại đây hai người xiết cổ nạn nhân rồi mang thi thể bứt ở ngôi nhà hoang cạnh nhà công. Gây án xong, Hồng chở gà về nhà cậu ruột ở huyện Điện Biên và nói dối là mua được gà ngon về biểu ăn tết. Hai ngày sau, Hồng mang xe máy của nạn nhân vứt ở vệ đường thuộc xã Nong Luống, huyện Điện Biệt. Tuy nhiên cảnh sát nhận định lời khai trên còn nhiều mâu thuẫn bởi theo nhận định cô gái chỉ chết cách lúc phát hiện khoảng từ 5 đến 10 tiếng. Ban chuyên án cho rằng vụ án có đồng phạm song vẫn còn nhiều tình tiết phức tạp. Hai nghi phạm khai rất ít và nội dung mâu thuẫn nên công tác điều tra gặp khó khăn. Công an điện biệt, thiếu nữ giao gà bị nhóm người nghiện cưỡng bực. Cảnh sát xác định nữ sinh bị 5 người nhốt phi tang xác ở ngôi nhà hoang trong ngày mồng 2 Tết. Tại cuộc họp báo chiều ngày 18 tháng 2, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho hai cơ quan điều tra đã khởi tố bắt Vương Văn Hùng, 35 tuổi, Bùi Văn Công 44 tuổi Phạm Văn Nhiệm 47 tuổi Lường Văn Lạ 26 tuổi Và Lường Văn Hùng 39 tuổi Cùng chú huyện Điện Biên Để làm rõ hành vi giết người cướp tài sản hiếp dâm Tàng trữ trái phép chất ma túy Và bắt giữ người trái pháp luật Năm nghi phạm đều nghiện ma túy và có tiền án Tại căn nhà hoang Ba nghi phạm thay nhau giờ trò đổi bài Sau đó nhốt cô gái trên thùng xe tải của công Vương Văn Hùng lấy xe máy của nạn nhân và một số tài sản cướp được Đi về nhà cậu ruột ở xã Non Hẹn, huyện Điện Biên Giảng sáng ngày mùng 5 tháng 2, mùng 1 Tết Anh ta đưa xe máy của nạn nhân bỏ tại con đường chạy qua xã Non Luống, huyện Điện Biên Sáng mùng 2 Tết Lường Văn Hùng và Lường Văn Lạ đến và tiếp tục cưỡng bức nạn nhân Chiều cùng ngày thấy sức khỏe của nữ sinh yếu dần cả nhóm tìm cách biệt đầu mối. Sau khi Công và Vương Văn Hùng sát hại nạn nhân, cả nhóm chở xác đi 5 km phi tang trong ngôi nhà cấp 4 không người ở tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Về nhà Công cách đó 100 m năm tên bản cách che giấu hành vi và đối phó với công an. Thiếu tướng Sùng A Hồng cho hay đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các nghi phạm gây án manh động với nhiều thủ đoạn Hai giờ sau khi mất liên lạc với con Gia đình cô gái lập tức báo công an Và các đơn vị có thẩm quyền để nhanh chóng vào cuộc Sau 72 giờ Ban chuyên án đã xác định được hùng thủ Ba ngày gây tội của nhóm cưỡng bức Sản hại thiếu nữ giao gà Sau khi hiếp dâm nữ sinh ở ngôi nhà hoang Ba tên nhốt cô vào thùng xe tải suốt đêm giao thừa rồi rủ bạn tới tiếp tục xâm hại. 18 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2, 30 tháng 3, nữ sinh 21 tuổi ở thành phố Điện Biên Phủ đi giao 13 con gái cho khách, nhưng quá lâu không thấy trở về mất liên lạc với gia đình. 2 giờ sau cuộc gọi cuối cùng của con gái, thông báo khách chuyển điểm giao nhận, cha mẹ cô nghi có điều chẳng lành nên báo công an. Sáng ngày mùng 2 tháng 6, mùng 2 Tết, xe máy của cô gái được phát hiện ở xã Nong Luống cách nhà chừng 10 km. Sau hôm sau, thi thể nữ sinh được tìm thấy tại ngôi nhà hoang ở xã Thanh Nưa. Trong tình trạng mặc áo phông, quần lót, đầu đội mũ bảo hiểm, cổ có vết xiết. Cảnh sát sau đó xác định nạn nhân chết do bị xiết cổ, nơi phát hiện xác không phải hiện trường vụ án. Có dấu hiệu nhiều người cùng tham gia sát hại. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng Công an tỉnh Điện Biên đã lập chuyên án Phối hợp cùng lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Ngày 10 tháng 2 Sau 72 giờ truy tìm Công an Điện Biên phủ bắt nghi can đầu tiên là Vương Văn Hùng 35 tuổi Với cáo buộc có hành vi giết người Cướp tài sản Hùng có 3 tiền án Và được điều tra viên đánh giá là lì lợm trong khai báo Từ lời khai của Vương Văn Hùng và chứng cứ thu thập được tại hiện trường Ngày 16 tháng 2, Cảnh sát tạm giữ công Nhà công cách hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân chừng 100 m Cảnh sát cũng phát hiện trên thùng xe tải 1,25 tấn của hắn có viên máu của nạn nhân Nhận thấy lời khai của các nghi phạm mâu thuẫn Với thời điểm tìm thấy xác nạn nhân Nhà chức trách tiếp tục điều tra Công an Điện Biên sau đó xác định nạn nhân có dấu hiệu bị hiếp dâm trước khi bị sát hại Căn cứ này trước đây chưa rõ nét Thêm vào đó vụ án không chỉ có công Vương Văn Hùng Mà có sự tham gia của Phạm Văn Nhiệm 47 tuổi Lượng Văn Lạ 29 tuổi Và Lượng Văn Hùng 29 tuổi Cùng chú huyện Điện Biệt Nhà chức trách bắt thêm 3 người này Khởi tố cả 5 nghi phạm Với cáo buộc có các hành vi Giết người, cướp tài sản Hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy Và bắt giữ người trái pháp luật Do kết quả điều tra chứng cứ và lời khai của các nghi phạm có nhiều mâu thuẫn Nên chiều ngày 17 tháng 2 Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an Khai quật tử thi để khám nghiệm lại Thiếu tướng Sùng A Hồng Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho hay Quá trình điều tra sau đó xác định Ngày 1 tháng 2 Tức 27 tháng chạp Công rủ Vương Văn Hùng đi cướp tài sản Và chúng chọn mục tiêu là cô gái xinh đẹp Đang phụ giúp gia đình bán gà ở chợ Mường Thành. Do hôm đó đi ra xong không gặp cô gái, chúng chuyển kế hoạch sang ngày 4 tháng 2. Khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 2, Vương Văn Hùng ra chợ và hỏi mua gà và xin số điện thoại. 18 giờ 40 phút cùng ngày, hắn gọi điện thoại đặt mua 13 con gà và yêu cầu cô gái đem đến khu vực bờ mương Đội độc lập, thành phố Điện biên. Khi cô gái đến, Vương Văn Hùng khống chế làm cho ngất đưa vào trong ngôi nhà hoang Thấy Vương Văn Hùng gọi điện thông báo Nhiệm vụ đã hoàn thành Công rủ nhiệm đi đến Tại căn nhà hoang Ba nghi phạm thay nhau xâm hại Sau đó nhốt cô gái trên thùng xe tải của cậu Vương Văn Hùng sau đó lấy xe máy của nạn nhân Và một số tài sản cướp được Đi về nhà cậu ruột ở xã Non Hẹn Huyện Điện Biên Giảng sáng ngày mùng 5 tháng 2 Mồng 1 Tết Hùng đưa xe máy bỏ tại con đường Chạy qua xã Non Luống huyện Điện Biên Sáng ngày mùng 6 tháng 2, Lường Văn Hồng và Lường Văn Lạ Tiếp cận nạn nhân và tiếp tục cưỡng bức Chiều cùng ngày Thấy sức khỏe nữ sinh yếu dần Cả nhóm tìm cách bị đầu mối Sau khi công và Vương Văn Hùng Sát hại nạn nhân Cả nhóm khiêng xác đi phi tang Trong ngôi nhà cấp 4 Không người ở tại xã Thành Nưa Huyện Điện Biệt Về nhà công 5 tên bản cách tiếp tục đối phó công an Ý kiến trái chiều Khi khai quật tử thi thiếu nữ Giao gà bị cưỡng bức Chuyên gia pháp y cho rằng khi vụ án có lời khai mới thì khám nghiệm tử thi là cần thiết đúng luật. Theo điều tra của công an tỉnh Điện Biên ngày 4 tháng 2, Vương Văn Hùng lừa cô gái 21 tuổi giao gà đến ngôi nhà hoang ở huyện Điện Biên, rồi cùng bốn người bạn nghiện ma túy cưỡng bức sát hại phi tàng sản. 6 ngày sau, khi thi thể cô gái được tìm thấy, ngày 13 tháng 2, cơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội giết người cướp tài sản khi có kết quả khai quật lại tử thi ngày 18 tháng 2. Công an Điện Biên công bố đã điều tra thêm 3 tội với nhóm nghi can này, gồm hiếp dâm bắt giữ người trái pháp luật, tảng trữ trái phép chân ma túy. Việc khám nghiệm tử thi hai lần trong một tuần, khi việc an táng được hoàn tất đã có những quan điểm trái chiều. Một kỹ thuật viên giám định pháp y tại Hà Nội cho biết, trong điều tra án mạng, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi là không thể thiếu và phải thực hiện trong thời gian sớm nhất. Khám nghiệm tử thi có thể song song với khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân tử vong, cơ chế hình thành thương tích, thời gian chết. Với nội dung giám định nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không, bác sĩ không chỉ căn cứ biểu hiện rách màng trinh mà còn xác định trong đó có tình trùng hay không. Vấn đề này lại liên quan tới giám định sinh học riêng Nên mẫu được gửi sang đây để đọc kết quả Với vụ án mạng xảy ra ở tỉnh Điện Biên Khi tìm thấy thi thể cô gái Cơ quan giám định pháp y địa phương đã vào cuộc Sau đó Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an Được trưng cầu nên khai quật tử thi khám nghiệm lại Lúc này tử thi đã phân hủy mạnh Vì thế việc chứng minh có bị xâm hại tình dục hay không lại càng khó Rõ ràng ở vụ án này cơ quan giám định pháp y ban đầu đã làm lỗi lý do khai quật lại tử thi thường vì bản kết luận ban đầu chưa đủ chưa giám định hết còn thiếu chuyên gia này nói và cho rằng có thể khi khám nghiệm ban đầu yêu cầu xác định dấu hiệu xâm phạm tình dục không được quan tâm mà chỉ chú trọng đến cơ chế hình thành thương tích quyết định khai quật tử thi sẽ do cơ quan điều tra đưa ra có tham khảo ý kiến gia đình nạn nhân. Khi giám định lại, cơ quan giám định pháp y ban đầu sẽ không được tham gia nữa mà phải trưng cầu giám định tại cơ quan khác. Một chuyên gia pháp y khác cho hay buổi khám nghiệm tử thi có nhiều bên tham gia gồm điều tra viên chủ trì, bác sĩ pháp y, viện kiểm sát, gia đình nạn nhân, người chứng kiến, đại diện chính quyền địa phương. Trong vụ án mạng ở Điện Biên, việc khai quật tử thi trưng cầu giám định lại tại một cơ quan giám định pháp y khác là bình thường. Không thể vì thế mà cho rằng cơ quan giám định ban đầu có thiếu sót hay không. Vì này nói. Cũng quan điểm, tiến sĩ Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an khẳng định. Khi những câu hỏi chưa được giải đáp, khi phát hiện tình tiết mới hoặc nghi phạm khai ra những người liên quan Cơ quan công an có quyền khai quật tử thi để trưng cầu khám nghiệm. Công việc này có thể được diễn ra nhiều lần, đó là điều bình thường trong nghề khoa học hình sự. Tiến sĩ Hùng nêu quan điểm và cho rằng, trong vụ án sát hại cô gái giao gà ngày 30 Tết ở Điện Biên, lúc đầu công an chỉ phát hiện được một mình Hùng. Sau mới xác định thêm nhiều đồng phạm của án với những lời khai mới thêm 3 người bị bắt trong vụ sát hại thiếu nữ giao gà ở Điện Biên. Công an tỉnh Điện Biên xác định thêm 2 người có hành vi hiếp dâm thiếu nữ giao gà vào ngày 30 Tết. Ngày 21 tháng 3, Công an tỉnh Điện Biên khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Dũng, 47 tuổi, Cẩm Văn Trương, 45 tuổi, cùng chú huyện Điện Biên, để điều tra tội hiếp dâm. Bùi Kim Thu, 44 tuổi, tội che giấu tội phạm. Dũng là anh trai bị can Phạm Văn Nhiệm. Thu là vợ Bùi Văn Công Nhà cạnh hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân Trước đó 5 người đã bị công an điện biên khởi tố là Vương Văn Hùng 35 tuổi Bùi Văn Công 44 tuổi Phạm Văn Nhiệm 47 tuổi Lượng Văn Lạ 26 tuổi Và Lượng Văn Hùng 39 tuổi Cùng chú huyện Điện Biên Cả 5 người bị bắt tạm giam Để làm rõ tội giết người Cướp tài sản hiếp dâm Tàng trữ trái phép chất ma túy Và bắt giữ người trái pháp luật như vậy đến nay, công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ nữ sinh 21 tuổi bị sát hại. Bị can thứ 9 là chủ mưu vụ sát hại thiếu nữ rào gà ngày 30 Tết. Khác với nhận định trước đó, công an tỉnh Điện Biên đang điều tra vụ án theo hướng toán là chủ mưu trong vụ án. Ngày 31 tháng 3, hai ngày sau khi khởi tố vì văn toán, 38 tuổi để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật cơ quan điều tra công an tỉnh Điện Biên đã có đủ bằng chứng xác định Toán là chủ mưu vụ sát hại thiếu nữ giao gà. Cảnh sát đang điều tra vụ án theo hướng Toán thuê nhóm bạn nghiện bắt cóc nữ sinh để cướp tài sản rồi dẫn đến vụ án. Đại diện công an Điện Biên nói. Theo điều tra, Toán là đầu mối cung cấp ma túy cho 7 bị can trong vụ án. Án có mối quan hệ mật thiết với Vương Văn Hùng, 35 tuổi, vì từng là bạn tù. Trước đó Bùi Văn Công được cho là chủ mưu Đến nay cảnh sát đã khởi tố 9 bị can gồm Vị Văn Toán 38 tuổi Bùi Văn Công 44 tuổi Vương Văn Hùng 35 tuổi Phạm Văn Nhiệm 47 tuổi Lượng Văn Lạ 26 tuổi Lường Văn Hùng 39 tuổi Phạm Văn Dũng 47 tuổi Cầm Văn Trương 45 tuổi Cùng chú huyện Điện Biên Về các tội giết người cướp tài sản hiếp dâm Tảng chữ trái phép chất ma túy bắt giữ người trái pháp luật và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bùi Thị Kim Thu, 44 tuổi, vợ công, bị khởi tố để điều tra về tội không tố giác tội phạm. Theo cơ quan điều tra, Thu biết một số bị can đã dở trò đổi bại với nữ sinh 21 tuổi sau khi cả nhóm cùng sử dụng ma túy ở nhà chị ta, xong lờ đi. Thu sau đó vợ là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra mẹ thiếu nữ giao gà ở Điện Biên bị bắt trong vụ án ma túy. Cảnh sát xác định bà Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy ở Điện Biên. Ngày 25 tháng 5, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền, 44 tuổi, chú huyện Điện Biên, để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bà Hiền là mẹ thiếu nữ giao gà bị cưỡng bức sát hại ở Điện Biên. Bà Yên là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chân ma túy ở tỉnh Điện Biên. Hiện chưa có căn cứ xác định bà này liên quan đến cái chết của con gái, lãnh đạo công an tỉnh nói. Vụ bắt cóc cưỡng bức và sát hại thiếu nữ đi giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên gây rúng động. Kết quả điều tra xác định vì Văn Toán nói với cả nhóm rằng mẹ nữ sinh nợ hắn tiền nên nhờ bắt cóc con gái và giữ lại ít ngày để gây sức ép đòi tiền toán hứa trả công đầy đủ bằng tiền và ma túy nên cả nhóm đồng ý sau khi lên kế hoạch cả nhóm cùng bắt cóc và cưỡng bức nạn nhân chiều cùng ngày thấy sức khỏe của nữ sinh yếu dần cả nhóm tìm cách bịt đầu mối và phi tang xác nạn nhân ở căn nhà hoa cảnh sát hiện đã khởi tố chín bị can để điều tra vụ án này nghi căn phi tang xác thiếu nữ giao gà bị dẫn dài ra hiện trường Lược văn lạc khi thực hiện vụ án đã diễn lại việc gây tội để công an kiểm chứng kết quả điều tra. Chiều ngày 16 tháng 7, công an tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp cùng viện kiểm sát thực nghiệm hiện trường vụ bắt cóc, sát hại thiếu nữ giao gà. Lường Văn Lạ là bị can thứ hai bị đưa ra hiện trường sau Lường Văn Hùng. Tại nhà của bị can Bùi Văn Công ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án, là thể hiện lại hành động ngồi bàn bạc kế hoạch cùng công Vương Văn Hùng và Văn Nhiệm. Trong căn nhà hoang phát hiện xác nạn nhân là tả quá trình phi tang xác. Việc là thực nghiệm hành vi sẽ giúp chứng cứ của vụ án được củng cố hơn, lãnh đạo công an Điện Biên nói. Theo kế hoạch, công an tỉnh Điện Biên sẽ lần lượt thực nghiệm hiện trường với các bị can còn lại. Theo điều tra là, là mắt xích quan trọng trong vụ án chiều ngày mùng 6 tháng 2 tức mùng 2 Tết là đến nhà công chơi và được gia chủ giới thiệu đang giam giữ cô gái 21 tuổi trong nhà. Được công đồng ý là đã giờ trò đổi bại với thiếu nữ là còn tham gia kế hoạch sát hại nạn nhân để bịt đầu mối trực tiếp khiêng xác đi phi tà. Đại ta. Đại tá Phạm Văn Tám, Phó Cục Củ trưởng của Cảnh sát Hình sự cho biết nhóm của là hai từng định chở xác nạn nhân mang dấu ở nơi hẻo lánh. Nhưng trước việc cảnh sát điều tra gắt gao cô gái giao gà bị mất tích Chúng đổi ý định và vứt xác ở ngôi nhà hoang ngay cạnh nhà công Nếu xác nạn nhân bị phi tang ở rừng sâu Vụ án có lẽ sẽ phức tạp hơn rất nhiều Liên quan vụ án, công an tỉnh Điện Biên Hiện khởi tố vì văn toán 38 tuổi Bùi Văn Công 44 tuổi Vương Văn Hùng 35 tuổi Phạm Văn Nhiệm 47 tuổi Lượng Văn Lạ 26 tuổi Lường Văn Hùng 39 tuổi Phạm Văn Dũng 47 tuổi Cẩm Văn Trương, 45 tuổi, cùng chú huyện Điện Biên về các tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ người trái pháp luật và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhà chức trách xác định toán án không tham gia cứng bức nhưng là kẻ chủ mưu. Bùi Thị Kim Thu, 44 tuổi, vợ công bị khởi tố để điều tra về tội không tố giác tội phạm. Kẻ chủ mưu thực nghiệm hiện trường vụ án sát hại thiếu nữ giao gà. Vì Văn Toán bị dẫn giải ra hiện trường để mô tả lại việc chỉ đạo bắt cóc cưỡng bức sát hại nữ sinh 21 tuổi. Sáng ngày 18 tháng 7, Cơ quan tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp cùng Viện Kiểm sát thực nghiệm hiện trường vụ bắt cóc, sát hại thiếu nữ giao gà. Vị Văn Toán, kẻ chủ mưu được đưa ra hiện trường. Mặc áo phông kẻ caro, quần vải, bị cảnh sát còng tay buộc dây thừng ngang người Toán thực nghiệm cảnh ngồi trên xe máy quan sát Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, siết cổ nạn nhân đưa lên thùng xe tải ở ven quốc lộ 12. Tại hiện trường chính vụ án là nhà công, Toán diễn lại cảnh cùng nhóm bạn nghiện bàn bạc kế hoạch bắt cóc, sát hại nạn nhân và cách đối phó với cảnh sát. Trước đó, Toán, các bị can, Lượng Văn Hùng, Lượng Văn Lạng, Bùi Văn Công, và Văn Nhiệm đã thực nghiệm vụ án. Theo điều tra Toán và bà Trần Thị Hiền Mẹ nạn nhân Cùng tham gia đường dây buôn bán ma túy Toán nói với cả nhóm rằng bà Hiền nợ hắn tiền Nên nhờ bắt cóc con gái bà này Để giữ lại ít ngày Gây sức ép đòi tiền Anh ta hứa trả công đầy đủ bằng tiền và ma túy Nên cả nhóm đồng ý Bảy tên trong nhóm này Đã giờ trò đổi bài với nạn nhân Chiều mùng 2 Tết Tức ngày mùng 6 tháng 2 Toán trực tiếp đến nhà công kiểm tra sau khi thông báo về tình trạng sức khỏe của nạn nhân. Theo phân công, công trực tiếp sát hại nạn nhân để bị đầu mối phi tang xác. Vợ công là Bùi Thị Kim Thu biết chuyện nhưng không can ngăn mà còn khai báo gian dối. Theo nhà chức trách, Toán và bà Hiền và những người liên quan khác đã khai báo không trung thực khiến việc điều tra bị đánh lạc hướng gặp nhiều khó khăn. Thiếu nữ giao gà bị sát hại vì mẹ nợ tiền Công an Điện Biên kết luận Nhóm Vì Văn Toán không được bà Nguyễn Thị Hiền Trả món nợ 300 triệu đồng Mua bán ma túy Nên gây án với con gái 21 tuổi của bà này Trong bản kết luận điều tra Dài 42 trang Ban hành tháng 10 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định Năm 2009 Toán bán hai bánh heroin Cho bà Hiền với giá 300 triệu đồng Nhưng chưa kịp lấy tiền Thì bị bắt trong vụ án ma túy khác ra tù sáng ngày 31 tháng 1 Toán ra chợ Mường Thanh thành Bố Điện Biên Và tình cờ thấy bà Hiền bán gà Nên đợi để đòi món nợ năm xưa Chưa cùng ngày Toán gặp bà Hiền đòi nợ xong bất thành Ngày 1 tháng 2 Toán nhờ Vương Văn Hùng Bạn tù tại trại giam Yên Hạ Giúp đòi tiền hộ Vài ngày sau Toán tiếp tục nhờ Bùi Văn Công Cùng tham gia và được biết bà Hiền Đang nợ công 30 triệu đồng tiền mua ma túy Nhưng không trả Hùng Công thống nhất sẽ giúp Toán đòi nợ với tiền công 50 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Toán đi xe máy đến đón Vương Văn Hùng, đến nhà công gặp Phạm Văn Nhiệm, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lạ ở đó. Khi cả nhóm nhất trí kế hoạch bắt giữ bà Hiền để đòi nợ, công hiến kế chuyển mục tiêu thành con bà Hiền sẽ hiệu quả hơn. Sáng ngày 4 tháng 2, 30 Tết Nguyên đán năm 2019, Công bà Vương Minh Hùng xuống chợ Mường Thanh Mật Phục. Khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, Vương Văn Hùng gọi điện thoại cho con bà Hiền là nữ sinh 21 tuổi, đặt mua 10 con gà, đề nghị giao đến khu vực C13 xã Thanh Hưng, cách chợ chừng 7 km. Trong lúc này, những tên khác chia nhau chốt ở nhiều điểm để theo dõi đường đi của cô gái. Đến điểm hẹn, trong lúc cô gái đang bắt gà từ lồng ra cho Hùng, thì công tử phía sau dùng côn nhị khúc tấn công siết cổ. Cả nhóm khiêng cô lên thùng xe tải của công và đưa về nhà anh ta ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biệt. Khi nhóm này không để ý nữ sinh vùng bỏ chạy thì bị bắt trói vào phòng ngủ của công. Thiếu nữ sau đó bị công nhiệm là hùng xâm hại thân thể. Tối muộn ngày 30 Tết, cô lại trở thành nạn nhân của Phạm Văn Dũng, anh trai nhiệm. Bùi thì kiên Thu, vợ công Chứng kiến toàn bộ hành vi Xong chỉ cản nhằn mà không can ngăn Nhóm này sau đó tiếp tục giam giữ nạn nhân đến mồng 2 Tết ngày mùng 6 tháng 2 Khi thấy thiếu nữ yếu dần là thương tình nên bọt cơ Chiều ngày mùng 2 Tết Công đến nhà toán thông báo cô gái này đã quá yếu do bị xâm hại nhiều lần Do vẫn chưa thể đòi được tiền của bà Hiền Toán đã đề xuất sát hại con tin Kế hoạch này được thực hiện xác nữ sinh 21 tuổi bị vứt sang ngôi nhà hoang cảnh đó. Cả nhóm sau đó quay lại nhà công bàn kế hoạch che giấu và thống nhất ai bị bắt người đấy chịu. Theo lời dặn của chồng, sáng hôm sau, mùng 3 Tết, thu bờ tình cờ vào ngôi nhà hoang đóng kịch, hô hoán phát hiện xác. Phiên tòa vụ án thiếu nữ giao gà mở ở sân vận động 10.000 chỗ. Phòng dự án lưu động được thiết lập tại sân vận động có sức chứa 10.000 người, người dân tự do vào theo dõi. Sáng 25 tháng 12, một ngày trước phiên tòa, gần 20 bộ đội cùng nhiều cán bộ tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên chờ bàn ghế phong bản loa đài màn hình từ tòa án tỉnh ra sân vận động thành phố Điện Biên Phủ, cách chừng 200 mét. Phòng dự án lưu động trong hôm nay sẽ được dựng lên với khu vực dành cho hội đồng xét xử, mục khai báo khu dành riêng cho bị cáo, người tham gia tố tụng. Khu vực rộng nhất ở ngoài cùng, tòa dành cho người dân vào theo dõi. Tránh án Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên Phạm Văn Nam cho biết lần thứ hai sau 20 năm, tòa án tổ chức phiên xét xử lưu động ở sân vận động thành phố. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị cáo nhiều, phòng xét xử của tòa bị hạn chế diện tích nên khó đáp ứng nhu cầu theo dõi của nhiều người. Hơn nữa việc xét xử lưu động cũng góp phần răn đe giáo dục pháp luật trong nhân dân. Ông Nam cho biết, khu vực xét xử sẽ được bố trí khoảng 100 băng ghế cho người đến dự. Sân vận động có sức chứa khoảng 10.000 người nên người dân có thể thoải mái vào theo dõi nhưng phải ở đúng vị trí quy định, tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát bảo vệ. Dự kiến phiên tòa sẽ mở vào ngày 26 đến ngày 28 tháng 12 là thẩm phán trực tiếp điều hành phiên xét xử Ông Nam nói không bị áp lực Tòa không triệu tập bà Trần Thị Hiển Mẹ nạn nhân Bị phạt 20 năm tổ trong vụ án khác Do xác định không phải là người liên quan vụ án Trong 9 luật sư tham gia tố tụng 6 người bảo chữa theo chỉ định Để đảm bảo phiên xét xử diễn ra đúng thời hạn Ngày 24 tháng 12 Cơ quan chức năng đã bắt Bùi Thị Kim Thu 44 tuổi Bị can duy nhất được tại ngoại Tám bị can vì Văn Toán 38 tuổi chủ mưu Bùi Văn Công 44 tuổi Vương Văn Hùng 35 tuổi Phạm Văn Nhiệm 47 tuổi Lường Văn Lạ 26 tuổi Lường Văn Hùng 39 tuổi Phạm Văn Dũng 47 tuổi Cẩm Văn Trương 45 tuổi Cùng chú huyện định biệt Bị truy tố về các tội giết người Cướp tài sản hiếp dâm tàng trữ trái phép chân ma túy Và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản Không hình phạt cao nhất lên tới tử hình Riêng Thu 44 tuổi vợ công về tội không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng, do bà Hiền nợ tiền mua ma túy nhưng không trả, ngày 30 Tết Nguyên đán năm 2019, Toán cùng đồng bọn đã lừa mua gà cúng giao thừa để dụ con gái bà Hiền mang đến giao tại nhà. Sau đó, chúng đã khống chế cô gái cương bức và sát hại. Đề nghị 6 án tử hình trong vụ án thiếu nữ giao gà. Đại diện viện kiểm sát đánh giá các bị cáo mang tâm hồn của quỷ dữ khi gây ra vụ án cưỡng bức gian hại tiêu nữ giàu gà. Sáng 27 tháng 12, sau một ngày xét hỏi, viện kiểm sát đề nghị tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt vì văn toán án tử hình về tội giết người. 11 đến 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Bùi Văn Công án tử hình về tội giết người. 14 đến 15 tù về tội hiếp dâm. 11 đến 12 năm tù do bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù về tội tàng trữ chất trái phép ma túy. Tổng hợp là tử hình. Cùng tội danh giết người hiếp dâm bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Vương Văn Hùng, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lạc, Phạm Văn Nhiệm bị đề nghị hình phạt chung là tử hình. Phạm Văn Dũng, Cẩm Văn Trương bị đề nghị 8 đến 10 năm tù về tội hiếp dâm. Bùi Thị Kim Thu từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm. Cơ quan công tố cho rằng việc truy tố 9 bị cáo về 6 tội danh là không oan do đã gây ra tội ác man dợ trời không dùng đất không thả. Bản luận tội nêu các bị cáo không có tiền tiêu tết nguyên đán năm 2019 nên làm theo chỉ thị của vị văn toán đi bắt cóc con gái của bà Trần Thị Hiền nhằm đòi món nợ 300 triệu đồng. Toán là chủ mưu những người còn lại tham gia tích cực sáu trong chín bị cáo có nhiều tiền án sống sao đoạn bất chấp pháp luật khi không ép được nạn nhân chuyển tiền họ đã đoạt mạng con tin quá trình thực hiện phạm tội có sự chuẩn bị kỹ xóa dấu vết giàn dựng việc phi tang nên gây khó khăn cho cơ quan điều tra viện kiểm sát xin rút một phần quyết định truy tố không đề nghị xét xử vương văn hùng và bùi văn công về tội cướp tài sản trong vụ án, Toán giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, hứa hẹn trả công bằng tiền và ma túy để đồng bọn tham gia, cũng là người đưa ra phương án giết người nhằm bị đầu mối. Công dù dê các bị cáo còn lại phạm tội, là người đầu tiên hiếp dâm và trực tiếp sát hại nạn nhân. Vương Văn Hùng có vai trò tích cực nhất, trực tiếp giúp sức cho công và Toán, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lạ và Văn Nhiệm giúp sức thư yếu. Viện kiểm sát đánh giá bị cáo thu bảng quang trước hành vi của lũ thú đội lốt người cũng là phụ nữ nhưng không giúp nạn nhân hành vi của bị cáo là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân bị cáo không khai nhận hành vi phạm tội trước tòa nhưng căn cứ và bản hỏi cung bản tự khai của thu và các bị cáo khác viện kiểm sát có cơ sở khẳng định thu đã chứng kiến toàn bộ hành vi phạm tội trong vụ án bị cáo có điều kiện để thông tin với công an nhưng không làm mà khai báo quanh co gây khó khăn cho quá trình điều tra. Sáu bị cáo xin lỗi gia đình thiếu nữ giao gà. Cả. Cẩm Văn Trương, Lượng Văn Hùng, Lượng Văn Lạng Phạm Văn Diệp, Phạm Văn Dũng, Vương Văn Hùng. Vương Văn Hùng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân trong lời nói sau cùng. Chiều ngày 27 tháng 12, nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử của Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên. Chủ mưu vì văn toán ấp úng xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hưởng mức án thấp nhất bị cáo vương văn hùng mong hội đồng xét xử cho điều tra lại vụ án vì anh ta chỉ tham gia bắt cóc không liên quan tội hiếp dâm và giết người như cáo buộc của viện kiểm sát bùi văn công không nói lời sau cùng bị cáo bùi thị kim thu tiếp tục khẳng định không phạm tội nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét đúng người đúng tội thu vừa dứt lời hàng trăm người dân đang theo dõi đã ổ lên phản đối sau 5 phút các bị cáo nói lời sau cùng Hội đồng xét xử thông báo sẽ tuyên án vào 8 giờ ngày 29 tháng 12 Trước đó trong phần tranh tụng Luật sư Nguyễn Thị Mến bảo vệ gia đình bị hại Cho rằng cơ quan điều tra đã vô trách nhiệm Khi phải khai quật tử thi tới hai lần vụ án chưa làm rõ được nguyên nhân phạm tội của Bùi Văn Công và Vị Văn Toán Luật sư Mến mong hội đồng xét xử xem xét lại mức án đề nghị với Bùi Thị Kim Thu và Phạm Văn Dũng cầm văn chương cần phạt ở mức cao nhất của không hình phạt truy tố. Cùng bảo vệ cho gia đình bị hại, luật sư Lê Hồng Hiển đề nghị hội đồng xét xử xem xét khởi tố thêm với Thu về tội, trẻ giấu tội phạm, bởi hành vi không tố giác của Thu, gián tiếp dân đến sự việc nghiêm trọng này. Theo luật sư, Thu đã chứng kiến toàn bộ hành vi của chồng cùng đồng phạm mà lại che giấu. Việc khởi tố bổ sung nhằm tránh bỏ lọt tội phạm và là mong mỏi của gia đình nạn nhân mỗi lần luật sư hiền và mến đề nghị tăng nặng hình phạt với thu hàng trăm người dân đang theo dõi phiên tòa lại bố tay lớn tán thành tự bảo chữa bị cáo bùi văn công chồng thu vẫn nói bị oan tuy nhiên đại diện viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội khẳng định công đã phạm các tội danh như bị truy tố sáu án tử hình cho nhóm sát hại thiếu nữ giao gà Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên án với 9 bị cáo trong vụ sát hại cứu nữ giao gà vào sáng 29 tháng 12 giữa trời mưa lớn. Chủ mưu vì văn toán bị phạt án tử hình vì tội giết người, 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bùi Văn Công, kẻ khởi xướng hành vi sát hại nạn nhân, bị phạt án tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội hiếp dâm, 13 năm tù do bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tổng hợp là tử hình. Cùng phạm ba tội trên, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lạc, Phạm Văn Nhiệm nhận mức án chung là tử hình. Phạm Văn Dũng, Cẩm Văn Trương bị phạt lần lượt là 10 và 9 năm tù về tội hiếp dập. Bùi Thị Kim Thu, vợ nạn nhân, án 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm. 9 bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng 200 triệu đồng. Tòa kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố thêm thu về tội che giấu tội phạm. Bản án xác định, toán bán cho bà Trần Thị Hiền, mẹ nạn nhân, hai bánh ma túy giá 300 triệu đồng, nhưng chưa lấy được tiền thì bị bắt ở vụ án khác. Đầu năm 2019, tòa án đã đến chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Gặp bà Hiền đòi nợ xong bất thành, nên tổ chức bắt cóc con gái bà nhằm gây sức ép. Chiều nữ 21 tuổi bị chúng lừa mang gà đến rồi nhốt tại nhà Bùi Văn Công từ ngày 4 tháng 2, 30 Tết Nguyên Đán đến ngày 6 tháng 2. Bị công Lượng Văn Hùng, Lượng Văn Lạ, Vương Văn Hùng, Cẩm Văn Trương, Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Nhiệm xâm hại nhiều lần. Tối ngày 6 tháng 2, công sát hại nạn nhân để bị đầu mối với sự giúp sức của nhiều người. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội trên xuất phát từ việc thường xuyên dùng ma túy và tham gia buôn bán chất cấm này để làm giàu bất chính. Hơn nữa vụ án xảy ra còn bị thanh toán không sòng phẳng việc làm của các bị cáo không còn tính người vì cả xã hội lên án đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng có tổ chức chặt chẽ đa số các bị cáo nghiện ma túy và không thừa nhận hành vi trong giai đoạn điều tra nên gây nhiều khó khăn cho cơ quan công an tại phiên tòa công thu vương văn hùng không thừa nhận hành vi phạm tội hội đồng xét xử cho rằng công giữ vai trò chính và phạm tội đặc biệt nghiêm trọng công toán có nhân thân xấu nhiều tiền án và sau khi ra tù lại tái phạm nguy hiểm nên không thể giáo dục trở thành người lương thiện mà cần loại bỏ vinh viễn ra khỏi đời sống. Quá trình xét xử, viện kiểm sát đề nghị rút quyết định truy tố công Vương Văn Hùng về tội cướp tài sản. Hội đồng xét xử nhận thấy đề nghị này có căn cứ nên chấp thuận. Thu trong quá trình điều tra khai bị bệnh tâm thần, xong kết quả giám định cho thấy không mắc bệnh này. Hội đồng xét xử nhận thấy Thu có điều kiện để khai báo tố giác về hành vi phạm tội của các bị cáo khác nhưng không thực hiện. Dù bị cáo không thừa nhận hành vi hội đồng xét xử căn cứ lời khai của những người khác đã đủ căn cứ kết tội. Sau án tử hình với nhóm sát hại thiếu nữ giao gà Tòa phúc thẩm xác định các bị cáo đã cùng sát hại cưỡng bức thiếu nữ giao gà nên y án sơ thẩm tuyên sau án tử hình. Sáng 17 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội bác toàn bộ kháng cáo kêu an và xin giảm nhẹ hình phạt của bốn bị cáo sau một ngày xét xử. Hội đồng xét xử cũng bác kháng cáo cho rằng bỏ lọt tội phạm của gia đình bị hại. Xem lại vụ án, đánh giá mức phạt của cả năm người không kháng cáo, tòa phúc thẩm kết luận án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng pháp luật. Tòa phúc thẩm phạt Vi Văn Toán án tử hình về tội giết người. 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt và tử hình. Bùi Văn Công, kẻ khởi xướng sát hại nạn nhân bị phạt tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội hiếp dâm, 13 năm tù do bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp là tử hình. Cùng phạm ba tội trên, Lương Văn Hùng, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lạ, Phạm Văn Nhiệm nhận án tử hình. Phạm Văn Dũng cầm bắn chương bị phạt lần lượt 10 và 9 năm tù về tội hiếp dâm. Bùi Thị Kim Thu, vợ công, án 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm. 9 bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định toán là chủ mưu, thúc đẩy tinh thần các bị cáo khác khi hứa trả công bằng tiền và lên kế hoạch che giấu cảnh sát. Công giúp sức tích cực cho toán khi chủ động tập hợp các bị cáo, trực tiếp sát hại nạn nhân việc bị cáo không nhận tội không làm thay đổi bản chất vụ án đây là nhóm tội phạm có tổ chức có sự phân công vai trò cụ thể dựa trên bản kế hoạch phạm tội bài bản hội đồng xét xử cũng bác lời khai của một số bị hại về việc bị bức cung dùng nhục hình tại cơ quan điều tra cho rằng việc này là không có căn cứ trả lời thông tin đại chúng trong lúc tòa đang tuyên án thiếu tướng sùng nga à hồng giám đốc công an điện biên cho hay việc bị cáo khai thế nào trước tòa là quyền của họ song không có chuyện bức cung trong các bị cáo lượng Văn là khai báo sớm nhất nhưng cũng phải mất một đến hai tuần sau khi bị bắt người khai muộn nhất sau từ 2 đến 3 tháng trên cơ sở những chứng cứ không thể chối cãi nếu có ép cung dùng nhục hình thì không thể có chuyện 7 ngày hay vài ba tháng sau bị khai ông hồng nói khác buổi chiều hôm qua sáng nay ông cao văn hưởng bố nạn nhân bất ngờ thay đổi kháng cáo cho hay đồng ý việc tử hình sáu bị cáo như án sơ thẩm đã nêu tuy nhiên ông đề nghị hoãn thi hành án tử hình sáu bị cáo để làm rõ hơn các tình tiết như nguồn cơn xảy ra vụ án hay ai là hung thủ thực sự về kháng cáo có đồng phạm của ông Hưởng hội đồng xét xử nhận thấy quá trình điều tra đã lấy lời khai sàng lọc nghi phạm từ đó xác định vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tiền mua bán ma túy của mẹ nạn nhân với toán công việc ông hưởng cho rằng bỏ lọt tội phạm là không có căn cứ bản án nêu giám đốc công an điện biệt cho hay đã làm việc với ông hưởng về nghi vấn bỏ lọt tội phạm và được trả lời đây chỉ là suy luận công an điện biên khẳng định trong quá trình điều tra đã xem xét rất kỹ thậm chí họp liên ngành để thẩm định đánh giá chứng cứ bản án phúc thẩm xác định toán bán cho bà trần thị hiền mẹ nạn nhân hai bánh ma túy giá 300 triệu đồng nhưng chưa lấy được tiền thì bị bắt ở vụ án khác. Đầu năm 2019, tòa án gặp bà Hiền đòi nợ xong bất thành nên tổ chức bắt cóc con gái bà nhằm gây sự ép. Thiếu nữ 21 tuổi bị chúng lừa mang gà đến giao rồi nhốt tại nhà công từ ngày 4 tháng 2 tức 30 Tết Nguyên Đán đến ngày 6 tháng 2. Tại đây thiếu nữ giao gà bị công Lương Văn Hùng, Lương Văn Lạc, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Trương, Phạm Văn Vương phạm văn nhiệm xâm hại nhiều lần tối ngày mùng sáu tháng 2 công sát hại nạn nhân để bịt đầu mối với sự giúp sức của đồng phạm phiên phúc thẩm được tòa án nhân dân cấp cao mở tại điện biệt